Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, 23 tháng 11 năm 1922, 23 tháng 11 năm 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, đại diện đoàn viên học sinh thành phố thành kính dâng lên đồng chí Võ Văn Kiệt lẵng hoa tươi thắm. Xin mời các đồng chí lãnh đạo dâng hoa. Đồng chí Võ Văn Kiệt, tên khai sinh là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1922 tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, một vùng đất giàu truyền thống văn hiến, yêu nước và cách mạng. Đồng chí tham gia cách mạng khi mới 16 tuổi, năm là tuổi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí Võ Văn Kiệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội các khóa 6, 8, 9, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Gần 70 năm hoạt động cách mạng vô cùng phong phú và sôi nổi, từ khi còn lăn lộn với phong trào cách mạng ở quê hương Vĩnh Long, ở Tây Nam Bộ, Sài Gòn, Gia Định, rồi Thành phố Hồ Chí Minh, cho đến khi giữ cương vị lãnh đạo của cả nước. Cuộc đời của đồng chí Võ Văn Kiệt gắn liền với những chặng đường đấu tranh đầy hy sinh gian khổ, nhưng rất đỗi hào hùng, oanh liệt và vẻ vang của Đảng và nhân dân ta. Với 86 tuổi đời, 69 tuổi Đảng, đồng chí Võ Văn Kiệt đã có những cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đảng, Nhà nước đã trân trọng trao tặng đồng chí nhiều phần thưởng cao quý như huân chương sao vàng, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Phút tưởng niệm tưởng nhớ công lao của đồng chí Võ Văn Kiệt bắt đầu. Thôi, xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bạn đoàn viên, học sinh di chuyển về khu vực sân khấu để tham dự chương trình. Và xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng các em chuẩn bị làm lễ chào cờ. Nghĩ nghiêm.
mời các đồng chí an tọa. Tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hương dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một phần mây ấm. Là người, tôi xin trên cho quê hương. Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm. Từ Nam ra ngoài Bắc bao tiếng nối liền. Là hoa, tôi nở tình yêu ban sơ. Cùng muôn trái tim ngất ngây hòa bình. Phát biểu tại buổi lễ ra quân của thanh niên xung phong thành phố. Sáng ngày 28 tháng 3 năm 1976, đồng chí Võ Văn Kiệt đã dặn dò: có bạn trẻ nào không xúc động với câu hát "Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương"? Quê hương hôm nay không đòi hỏi mỗi người trẻ phải chết cho quê hương sống nữa. Đất nước vĩnh viễn độc lập tự do rồi, quê hương đòi hỏi anh phải sống và sống cho ra sống. Sống là chia bùi sẻ ngọt với nhân dân, sống không phải là ăn bám mà là lao động. Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hương dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một phần mây ấm. Là người, tôi xin trên cho quê hương. Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm. Từ Nam ra ngoài Bắc bao tiếng nối liền. Là hoa, tôi nở tình yêu ban sơ. Cùng muôn trái tim ngất ngây hòa bình. Là mây theo làn gió tôi bay khắp trời. Nghìn xưa oai hùng đó tôi xin tiếp lời. Là người xin một lần khi năm xuống, cùng anh em đứng lên phất cao ngọn cờ. Là mây hiền xưa oai hùng đó tôi xin tiếp lời. Là người xin một lần khi năm xuống, cùng anh em đứng lên phất cao ngọn cờ. Cùng anh em đứng thank you.
chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời mời em sẽ lấy để mắt em cười tựa lá bay. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Tôi đợi em về bàn chân quen quá thầm lá me vàng. Bác Sáu Dân nói với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào năm 1980 rằng: trong lúc khó khăn này, làm sao mọi người đều có niềm tin, niềm vui vượt lên khó khăn để xây dựng thành phố. Và ngay sau đó, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sáng tác bài hát Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui. Chọn một niềm vui cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát để thấy tiếng cười rộn rã bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong mọi người đã yêu cuộc đời này bằng trái tim. Sau đây là tiết mục hát múa Thành Phố Từng Ngày Đổi Mới do các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt biểu diễn. Đông tay xa lộ vượt hầm thu thiên. Tôi yêu sao thành phố này, từ bao con tim luôn khát khao.
lộ vườn hầm thu thiên. Đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các bạn đoàn viên, học sinh thân mến. Đồng chí Võ Văn Kiệt là nhà lãnh đạo tiêu biểu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bác Sáu Dân, tên thân mật của đồng chí Võ Văn Kiệt, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, người cống hiến. Những cống hiến của Bác Sáu Dân cho đất nước và dân tộc được ghi tạc không chỉ bởi nhân dân Việt Nam mà còn được đánh giá rất cao trong lòng bạn bè quốc tế. Ngày hôm nay, tại ngôi trường mang tên đồng chí Võ Văn Kiệt, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, 23 tháng 11 năm 1922, 23 tháng 11 năm 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với Chi ủy, Ban Giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt tổ chức chương trình Chuyện Người Trẻ năm học 2022-2023 với chủ đề Đồng chí Võ Văn Kiệt, Người Thắp Lửa. Với mong muốn các bạn học sinh hiểu sâu sắc về Bác Sáu Dân, một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo tài năng, suốt đời vì nước, vì dân, và là người luôn dành nhiều tình cảm đặc biệt, niềm tin cậy, hy vọng và tâm huyết truyền lửa cho thế hệ trẻ. Và kính thưa quý vị, đến tham dự chương trình sáng hôm nay, Ban tổ chức hân hạnh đón tiếp và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu. Trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Bí thư Thành đoàn, chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn. Trân trọng giới thiệu đồng chí Quách Thu Nguyệt, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản trẻ. Trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố. Trân trọng giới thiệu đồng chí Ông Thị Ngọc Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản trẻ. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Lê Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Quận Đoàn 8. Trân trọng giới thiệu thầy Phạm Quang Hiếu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt. Trân trọng giới thiệu thầy Lê Hồng Quân, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt. Trân trọng giới thiệu cô Lê Thị Hồng Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tấn Sang, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ QZ. Tham dự chương trình ngày hôm nay còn có hơn 1.000 giáo viên, học sinh Trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt, đại diện các đơn vị đồng hành, các cơ quan thông tấn báo chí đến dự và đưa tin. Một lần nữa sẽ được nhiệt liệt chào mừng tất cả quý vị và các bạn ạ. Kính thưa các đồng chí và các bạn,
Dấu ấn Bác Sáu Dân đã in sâu trong tâm trí và tình cảm của nhiều thế hệ và được lan tỏa qua rất nhiều tác phẩm sách viết về người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, đất nước và của thành phố. Và trong chương trình sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hiểu sâu sắc thêm về chân dung người thắp lửa Bác Sáu Dân, những tình cảm, kỳ vọng của Bác và sự tiếp nối của thế hệ trẻ của mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn phát triển của thành phố và đất nước. Và ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Bí thư Thành đoàn, chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn. Xin được trân trọng mời lên sân khấu đồng chí Quách Thu Nguyệt, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản trẻ. Và xin mời lên sân khấu đồng chí Trịnh Gia Phát, Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng tiến lên sân khấu. Và kính thưa quý vị và các bạn, hiện giờ thì trên sân khấu đang có những vị khách mời rất đặc biệt. Ở đây thì có khách mời đã từng có thời gian gắn bó công tác và nhận nhiệm vụ từ Bác Sáu Dân. Có người, có vị khách mời thì từng nghiên cứu trực tiếp biên tập, biên soạn các tác phẩm viết về Bác Sáu Dân. Và cũng có đại diện của thế hệ trẻ, là một thế hệ mà Bác Sáu Dân dành nhiều sự quan tâm và tình cảm. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ đồng chí Phạm Chánh Trực. Và xin được giới thiệu với tất cả các bạn, đồng chí Phạm Chánh Trực thì thường được tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh gọi với một bí danh rất là thân quen, thân thuộc, đó chính là chú Năm Nghị. Đồng chí Phạm Chánh Trực thì nguyên là bí thư thành đoàn Sài Gòn Gia Định mà nay là thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Chánh Trực làm bí thư thành đoàn ở cả thời kỳ chiến tranh lẫn sau ngày đất nước thống nhất, đó chính là ở khoảng 1972 đến 1977. Và đồng chí Phạm Chánh Trực cũng trải qua rất nhiều nhiệm vụ ở những giai đoạn khác nhau, từ thành phố đến trung ương. Và đồng chí Phạm Chánh Trực nguyên là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và hiện đang là chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn. Và thưa đồng chí Phạm Chánh Trực, nhắc lại một tí xíu về giai đoạn thành phố Hồ Chí Minh sau ngày giải phóng, sau ngày thống nhất thì tình hình kinh tế ở thành phố bước vào một cái giai đoạn là khủng hoảng. Ở thời điểm đó thì lần đầu tiên mà nhân dân Sài Gòn phải ăn độn hạt bo, khoai, sắn. Và đứng trước tình cảnh đó thì không cam tâm để cho nhân dân Sài Gòn phải chịu đói, thì cả thành ủy và đứng đầu lúc bấy giờ đó chính là bí thư thành ủy Võ Văn Kiệt phải chạy gạo. Và lúc bấy giờ thì đồng chí với cương vị là bí thư thành đoàn thì cũng nhận lá cờ xuất quân từ bí thư thành ủy Võ Văn Kiệt. Như vậy thì nhắc lại một tí xíu như vậy để có thể thấy là đồng chí Phạm Chánh Trực thì đã có một cái khoảng thời gian gắn bó công tác cũng như là nhận nhiệm vụ từ đồng chí Võ Văn Kiệt. Thì trong chương trình ngày hôm nay, xin đồng chí Phạm Chánh Trực chia sẻ một tí xíu về ấn tượng của mình đối với Bác Sáu Dân, cũng như là chú có cảm nhận như thế nào về sự lãnh đạo của Bác Sáu Dân đối với tầng lớp thanh niên với thành đoàn ạ. Thưa ban giám hiệu nhà trường, các em, các cháu, học sinh yêu quý. Thưa tất cả thầy cô giáo và các cháu học sinh, hôm nay đến với trường mang tên đồng chí Võ Văn Kiệt, có thể nói tôi rất là ấn tượng và có thể nhắc nhớ những hình ảnh về đồng chí Võ Văn Kiệt, chú Sáu Dân. Tôi gặp đồng chí Võ Văn Kiệt từ trong kháng chiến khoảng năm 1963, và đến giải phóng vào chiến dịch Hồ Chí Minh, rồi giải phóng hoàn toàn thành phố, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì đồng chí Võ Văn Kiệt trở lại làm bí thư thành ủy Sài Gòn Gia Định lúc bây giờ, và bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh. Với đồng chí Võ Văn Kiệt thì tôi có rất nhiều cái ấn tượng, bởi vì đồng chí là một cái con người của những sự kiện lịch sử, của những bước ngoặt phong trào cách mạng
là con người của những công trình lớn, công trình thế kỷ. Cho nên được làm việc dưới sự chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Kiệt, tôi rất là hạnh phúc và có thể nói rằng tiếp thu được nhiều cái ý tưởng, sáng kiến, kinh nghiệm, sự chỉ đạo quý báu của đồng chí. Nếu nói cái bối cảnh lịch sử sau ngày giải phóng thì chúng ta đây có thể hình dung lại. Sau khi chiến tranh chấm dứt, một cái khí thế cách mạng bùng lên, có thể nói là ngất trời ở tại thành phố Sài Gòn Gia Định, bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Bởi vì một cuộc chiến tranh lâu dài, từ khi mà Bác Hồ dẫn dắt đảng ta lãnh đạo cách mạng tháng 8 thành công lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì sau đó chúng ta liên tiếp đi vào kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ ngót 30 năm. Cho nên cái ngày hòa bình lập lại ở thành phố này có thể là vui mừng vô hạn. Ai cũng là vui mừng, kể cả phía cách mạng và kể cả cái phía mà chính quyền Sài Gòn lúc bây giờ, quân đội Sài Gòn lúc bây giờ. Bởi vì hòa bình tức là chấm dứt chiến tranh, tức là không còn chết trận nữa. Và cái không khí đó có thể nói là một cái không khí hòa hợp dân tộc. Nhưng thành phố đứng trước một cái tình hình rất là khó khăn, bức xúc. Đó là nạn đói và thất nghiệp. Vì sao đói? Chúng ta biết rằng đó là chiến tranh đánh phá cái nông thôn, bom cài đạn xới như thế thì không thể là sản xuất, không thể sản xuất lúa gạo được. Và khi chấm dứt chiến tranh thì đất nước kiệt quệ, kể cả miền Bắc, miền Nam. Và chấm dứt chiến tranh thì cũng là chấm dứt cái viện trợ Mỹ. Mà thành phố chúng ta cũng như cả miền Nam đây lúc bây giờ là ăn bám viện trợ Mỹ. Tất cả đó không còn nữa. Đồng thời, quân đội Sài Gòn rã ngũ tại thành phố này đó 400.000 quân, tức là 1 triệu lính của quân đội Sài Gòn đó rã ngũ, nhưng mà ở tại thành phố này là 400.000. Và chế độ Sài Gòn từ trung ương cho tới cơ sở cũng tan rã tại đây. Cộng thêm với lại thanh niên thất nghiệp lúc bây giờ, rồi thanh niên lính trốn, trốn lính và lính trốn, rồi kể cả tệ nạn xã hội nữa, thì có thể nói thành phố đó là đông nghẹt và thất nghiệp tràn lan. Cho nên tình hình đó là thành phố đứng trước cái nạn đói. Đói còn có một cái lý do nữa, là vì lúc bây giờ chúng ta áp dụng cái kế hoạch kinh tế gọi là tập trung bao cấp, nghĩa là nhà nước đưa vật tư, phân bón, vân vân xuống cho nông dân sản xuất, xong rồi đến thu hoạch thì để lại cho gia đình nông dân đủ sống, còn lại là thu mua tất cả và phân phối lại cho toàn xã hội. Do đó thì phải chủ trương là gọi là ngăn sông cấm vợ, nghĩa là không để cho lúa gạo nông sản tuồn ra ngoài. Cho nên thành phố đứng giữa cái đồng bằng Nam Bộ này, đồng bằng sông Cửu Long, nhưng mà đói,
Bởi vì không đủ gạo, phải ăn độn, ăn bò bò, khoai sắn. Cái này thì chắc là các cháu bây giờ đó là phải đọc lại lịch sử thì mới biết, chứ còn không thấy được. Cho nên đói và thất nghiệp tràn lan. Thì trước tình hình đó, đồng chí Võ Văn Kiệt là bí thư thành ủy lúc bấy giờ phải làm sao để mà giải quyết cái nạn đói. Thì thưa các đồng chí, thưa tất cả các cháu, bây giờ phải đi chạy gạo cho dân cứu đói ở tại thành phố này. Cho nên lúc bây giờ người ta gọi là bí thư chạy gạo. Bí thư thành ủy phải đi chạy gạo cho dân, cứu đói cho dân ở thành phố này. Thì cái chuyện mà làm sao để vượt qua ngăn sông cấm chợ, rồi vượt qua, rồi cách nào để mà trao đổi được với lại đồng bằng sông Cửu Long để lấy lúa gạo về và trao đổi với lại cái hàng tiêu dùng. Bởi vì nông thôn người ta thiếu, rất thiếu cái hàng tiêu dùng. Thì cái đó bây giờ các cháu đọc lại sách vở, chứ còn nói nó dài dòng, nhưng mà có thể nói là hết sức là gọi là một cái khúc bi hùng, một cái khúc ca bi hùng. Thế thì chạy gạo cho dân, rồi tiếp theo đó là giải quyết cái nạn thất nghiệp. Bây giờ làm sao trước cái tình hình mà thất nghiệp như thế? Đồng chí Võ Văn Kiệt, đồng chí Sáu Dân chỉ đạo cho thành đoàn tổ chức lực lượng thanh niên xung phong để mà đưa một vạn quân đi ra ngoài ngoại thành các cái tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên nữa để sản xuất, để khôi phục kinh tế, khai quang phục hóa. Thì cái cuộc ra quân đó có thể nói rằng được nhân dân ủng hộ, đồng tình vô cùng là lớn, sâu rộng. Bởi vì nếu không đi lao động sản xuất thì đói, và không có cách nào ở thành phố mà có thể sống được, cho nên phải đi ra ngoài. Cái cuộc ra quân đó tập hợp 1 vạn người, trong đó là có lính rã ngũ, có công chức viên chức Sài Gòn tan rã, có sinh viên học sinh, có thanh niên thất nghiệp, trung lính, có cả tệ nạn xã hội. Tất cả tập hợp và đoàn thanh niên cộng sản làm nòng cốt để tổ chức lực lượng đi ra ngoài. Được nhận một cái nhiệm vụ mới, đi vào lao động sản xuất, tự lực tự cường. Có thể nói cái cuộc ra quân đó được ủng hộ hoàn toàn của nhân dân thành phố, và đi ra các cái tỉnh đó, thì người ta cũng ủng hộ đồng bào, dạy cho thanh niên đó là làm sao để mà trồng lúa, rồi chăn nuôi, rồi vân vân. Và song song đó là phải tổ chức, thành phố phải tổ chức để mà cai nghiện ma túy, để mà chữa bệnh, kể cả những cái em gái lỡ lầm, để mà có thể có sức lao động, đồng thời đó là học văn hóa, học chính trị, học nghề nghiệp, vân vân. Đó là cái ấn tượng có thể nói rằng bây giờ đó, cái lớp thanh niên xung phong đó không phải là một lần đó mà hết lớp này tới lớp khác ra quân đi thanh niên xung phong, thì bây giờ còn rất nhiều anh em đó, là người ta vẫn còn và người ta đã làm ở khắp các cái lĩnh vực ở trong thành phố này. Và cái ấn tượng thứ ba mà tôi thấy rằng là không thể nào quên được, đó là xé rào bung ra sản xuất. Tại sao? Có thể nói là cũng là cái cơ chế kinh tế tập trung bao cấp, kinh tế kế hoạch. Tức là nhà nước trung ương đưa vật tư nguyên liệu, kể cả xăng dầu cho các cái nhà máy,
mà thành phố là trung tâm công nghiệp đó, đưa xuống để mà sản xuất. Nhưng mà nhà nước chúng ta sau chiến tranh đâu có đủ vật tư nguyên liệu, đâu có đủ ngoại tệ để mà nhập, cho nên rất là khó khăn. Thế thì kế hoạch A của nhà nước đưa xuống là sản xuất nhưng mà không đủ, cho nên nhà máy hoạt động cầm chừng, rồi công nhân thất nghiệp, mà thất nghiệp là đói, thất nghiệp là không có thể sống được, cho nên là thành phố phải giải quyết cái vấn đề này. Và đồng chí Sao Dân một lần nữa cùng với thành ủy bàn bạc cái cách để mà vượt qua cái khó khăn này, gọi là xé rào bung ra sản xuất là bắt đầu từ đó. Tức là gì? Tức là thành phố vận động dân, vay mượn tiền của dân, mượn tiền chứ không có vay, vay thì không trả nổi, cho nên mượn tiền, mượn vàng, đô la để nhập vật tư nguyên liệu từ các nước tư bản đem trở về giao cho nhà máy sản xuất, gọi là kế hoạch B. Kế hoạch A là của nhà nước rồi, đây là kế hoạch B liên kết với thành phố. Và sau khi sản xuất rồi thì trừ hết các cái chi phí và lương bổng công nhân thì đó là còn cái hàng hóa đó để đem trao đổi với lại nông thôn, lại lấy nông sản đi xuất khẩu. Xuất khẩu rồi lại có nguyên liệu vật tư về cho sản xuất. Như vậy là một cái vòng quay kinh tế nó đã bắt đầu vận động được, và như thế là kinh tế ở thành phố khôi phục được. Đó là ba cái ấn tượng mà có thể nói cái cống hiến xuất sắc, đặc biệt xuất sắc của đồng chí Võ Văn Kiệt chính là cái xé rào bung ra này để làm tiền đề cho cái đường lối đổi mới của đảng của chúng ta, tức là thay đổi cái đường lối gọi là kinh tế kế hoạch tập trung đó qua cái đường lối đổi mới. Mà đặc điểm của đổi mới là nhiều thành phần kinh tế cùng hoạt động. Thứ hai nữa là xóa bỏ cái ngăn sông cấm chợ, lưu thông tự do. Và cái thứ ba là hợp tác với nước ngoài, mở cửa. Thì đó là những cái cống hiến đặc biệt xuất sắc của đồng chí Võ Văn Kiệt làm tiền đề cho cái đổi mới. Và tôi thì nếu mà nói kể chuyện với các bạn, các cháu ở đây đó thì có thể kể hoài không hết. Xin tóm tắt ba cái ấn tượng lớn nhất như thế. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí Phạm Chánh Trực. Có lẽ là từ trước tới giờ thì thế hệ trẻ là thường tìm hiểu về thế hệ đi trước là chỉ là thông qua hình ảnh sách vở hay là qua phương những cái thông tin ở trên báo chí. Nhưng mà ngày hôm nay là một dịp rất là đặc biệt và trong không gian cũng hết sức đặc biệt được lắng nghe những câu chuyện về bác Sáu Dân thông qua người đã từng gắn bó, từng làm việc với bác. Thì đây quả thật là những thông tin rất là quý báu. Và tiếp theo ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ cô Quách Thu Nguyệt. Thì thưa quý vị và các bạn, cô Quách Thu Nguyệt thì từng có nhiều năm công tác tại thành đoàn và từng là phó giám đốc phụ trách nghiệp vụ nhà văn hóa thanh niên. Và sau này thì cô làm việc ở nhà xuất bản trẻ. Khi cô về hưu thì cô đang là giám đốc tổng biên tập của nhà xuất bản trẻ. Và khi mà công tác ở nhà xuất bản trẻ thì cô được bác Sáu Dân giao nhiều nhiệm vụ. Và trong đó thì cô cũng là người trực tiếp biên soạn, biên tập các tác phẩm viết về bác Sáu Dân. Và trong quyển sách, trong cuốn sách là Kính Chào Thế Hệ Thứ Tư thì cho thấy một cái tâm, cái tầm của bác Sáu Dân là luôn chăm lo cho đội ngũ cán bộ mới. Cô Thu Nguyệt là một người của thế hệ thứ tư, tức là thế hệ trẻ trong giai đoạn thành phố mới độc lập bắt tay vào xây dựng kinh tế xã hội. Thì cô có những cảm nhận như thế nào về tình cảm của bác Sáu Dân dành cho thế hệ thanh niên thời ấy ạ? Thưa quý vị, trước hết là tôi vẫn cái câu chuyện của anh Nam Nghị nó đã khơi lại cái ký ức của tôi như rất nhiều cảm xúc. Ở đây thì có lẽ là các em, các cháu ngồi đây nghe những câu chuyện của anh Nam Nghị thì có lẽ là các cháu cũng phải đọc sách nhiều để hiểu thêm một cái thời đã qua. Nhưng có thể nói rằng là câu chuyện anh Nam Nghị kể nó gợi cho tôi một cái cảm xúc. Hồi nãy Nam Nghị có nói hơn một ngàn thanh niên thành phố đã tham gia cái lực lượng thanh niên xung phong.
nhưng hơn 1 vạn. Nhưng trước đó anh Năm quên rồi. Trước đó ngày, tôi vẫn nhớ hoài, cái ngày 30 tháng 8 năm 1975, tôi lại trong đội hình của 3C đầu tiên, bây giờ là đội áo nâu đó anh Năm Nghị. Lúc bấy giờ là tôi là sinh viên của trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Chúng tôi đi theo cái triệu tập của thành đoàn mà đứng đầu là anh Năm Nghị. Và lúc bấy giờ là quy tụ 3C và C sinh viên, là gồm có sinh viên Đại học Văn khoa Sài Gòn và trường Đại học Hòa Hảo. Còn lại 2C, chúng tôi là C3, còn 2C là C1, C2 là thanh niên khu phố rất nhiều thành phần. Và lúc bấy giờ thì chú Sáu Dân có kể tôi nghe cái câu chuyện này là chú chỉ đạo cho thành đoàn. Lúc bấy giờ là đất hoang hóa nhiều lắm. Thế thì 3C mà thành đoàn triệu tập, anh Năm Nghị em vẫn nhớ hoài, có lẽ anh quên cái bài phát biểu mà trong cái buổi ra quân để chúng tôi đi về nông trường Lê Minh Xuân để khai hoang phục hóa. Lúc bấy giờ chúng tôi đến Lê Minh Xuân là đào kênh để trồng thơm. Thì phải nói là cảm xúc của thế hệ thứ tư của tôi bắt đầu từ đó. Và sau đó thì rất nhiều đồng đội của chúng tôi vẫn ở lại tiếp tục. Khi mà năm 1976, 27 tháng 6 năm 1976 ra quân đội hình thanh niên xung phong, thì cái lớp bạn bè của chúng tôi vẫn tiếp tục trụ lại và cho tới bây giờ vẫn nhiều anh chị là lãnh đạo của lực lượng thanh niên xung phong. Riêng chúng tôi là ngày tháng 11 thì bây giờ là trường Đại học Văn khoa Sài Gòn là phục hồi lại. Chúng tôi là cái lớp sinh viên, chúng tôi quay trở lại trường học và sau đó thì tôi về thành đoàn. Nói câu chuyện này để thấy rằng là cái cảm xúc của thế hệ thứ tư chúng tôi nó vẫn nhắc đến đều là những cái ký ức ngọt ngào nhất. Ngọt ngào nhất. Bởi vì sao? Có thể đó ở đây các cháu, các em không được diễm phúc như chúng tôi. Cái thời đó, chúng tôi cho tới bây giờ tôi gần bước tới cái tuổi thất thập cổ lai rồi. Mà tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi thế hệ chúng tôi có một lớp lãnh đạo như chú Sao Dân. Chú yêu thế hệ trẻ lắm. Chú yêu thế hệ trẻ không phải vì nhiệm vụ là một lãnh tụ của thành phố mà yêu thế hệ trẻ. Chú yêu thế hệ trẻ bị về, chú nhìn thấy tương lai của đất nước. Câu nói mà chúng tôi và cho bây giờ người ta vẫn nhắc hoài, thành phố soi thấy tương lai rất sáng trong vầng trán của các em. Hay là cái câu nói không ai chọn cửa mà sinh ra, chính là thể hiện cái tâm, cái tình của chú 64 đối với thế hệ trẻ. Không thể nào mà có sự bất bình đẳng trong đối xử với cái lớp trẻ tương lai của đất nước như khi mà hòa bình lập lại. Không thể vì cái thành phần lý lịch mà chúng tôi có một. Và chính vì cái đó mà cái sức hút của chú Sáu Dân chính là đã tạo ra một lớp thế hệ trẻ như chúng tôi. Và chú hiểu điều đó. Và không chỉ quan tâm tới nhiều thành phần thế hệ trẻ, mà sau này khi tôi về thành đoàn là phó giám đốc nhà văn hóa thanh niên, rồi sau này là phó giám đốc, phó tổng biên tập nhà xuất bản trẻ, rồi chính tôi được chú đề cử tôi lên làm giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản trẻ. Chính thời đó tôi phải nói thú thật là tôi, cái điều thứ hai mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là tôi có một bài viết trong cái Những Người Thắp Lửa, thì tôi kể lại câu chuyện là chú quan tâm tới đối với lại lớp mầm non và thế hệ trẻ như thế nào. Các anh chị biết ngày nay có cái nhà xuất bản trẻ là một trong những đơn vị xuất bản lớn nhất của cả nước. Thì chúng tôi nói là cái người mà gọi là bà đỡ cho nhà xuất bản trẻ chính là chú Sáu Dân. Lúc bấy giờ là thành phố hầu như là chỉ có 2 nhà xuất bản sau 75. Thành phố chỉ có 2 nhà xuất bản là nhà xuất bản tổng hợp thành phố và nhà xuất bản văn hóa văn nghệ. Nhà xuất bản hồi đó là nhà xuất bản văn nghệ. Thì phải nói rằng là cái lớp mà anh chị cán bộ đoàn, chúng tôi gọi là cái thế hệ trước
thế hệ tiền hiền của nhà xuất bản trẻ đó là anh Cụ Thọ. Lúc bấy giờ anh Cụ Thọ là tổng biên tập của báo Khăn Quàng Đỏ. Thì anh thấy rằng là tại sao thành phố rất nhiều thiếu nhi, rất nhiều thanh niên trẻ như vậy mà không có một nhà xuất bản nào dành cho đối tượng này. Thế thì chính anh Cụ Thọ là đề nghị là thành lập nhà xuất bản Măn Non. Nhưng 2 năm rồi vác đơn đi ra ngoài Trung ương, xin hoài không được. Và chính chú Sáu Dân là người tác động để nhà xuất bản Măn Non ra đời năm 1981. Và không chỉ vậy, chú còn chọn cái địa điểm để làm trụ sở cho nhà xuất bản Măn Non lúc bấy giờ là 53 Nguyễn Đình Chiểu. Hồi xưa cái khu vực đó là chủ yếu là giao cho ngoại giao đoàn. Nhưng mà chú bằng mọi cách là tìm một cái địa điểm rất đẹp cho nhà xuất bản Măn Non. Và riêng với ở đây có cô Thu Hà là phụ trách hội đồng đội, thì ngay cái nhà thiếu nhi của thành phố là nhà của Phó Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Chính chú là người đề xuất đây phải là trụ sở nhà thiếu nhi của thành phố. Và khi mà chú quyết định thành lập, vận động cho thành lập nhà xuất bản Măn Non, thì cái ấn phẩm đầu tiên, tôi không biết bây giờ nhà xuất bản trẻ còn giữ hay không, hơi bị tiếc. Tức là cái ấn phẩm đầu tiên tôi nhớ là cái cuốn đó là cuốn Trần Văn Chẩm. Thì chú Sáu Dân là người viết lời tựa cho cái cuốn đó. Rồi cho tới khi năm 1986 thì chuyển từ nhà xuất bản Măn Non sang nhà xuất bản trẻ. Thì phải nói rằng là tôi được may mắn là được gắn bó với chú nhiều trong cái thời kỳ mà tôi làm tổng biên tập nhà xuất bản trẻ. Thì ba cái cuốn mà sách của ở đây chắc tiếp thị luôn. Ba cuốn sách của nhà xuất bản trẻ, cuốn đầu tiên là Ấn Tượng Võ Văn Kiệt. Đây là cuốn sách mà tôi với chú Sáu Dân lúc chú còn sống và anh Nguyễn Chiến Thắng là người viết cái cuốn sách Chất Ngọc Võ Văn Kiệt. Là lúc bây giờ anh là trưởng ban tuyên giáo của tỉnh ủy Vĩnh Long, ba người đứng ra làm cuốn sách Ấn Tượng Võ Văn Kiệt. Sau đó thì tiếp tục là cái cuốn Võ Văn Kiệt Người Thắp Lửa. Và tôi chính vì đây là cái cuốn này từ gợi ý của tôi thấy rằng là hai cái cuốn kia về vui mà giới trẻ bây giờ thích đọc mỏng, đọc nhanh. Thì tôi nói là anh Sao Vàng ơi, tức là anh Nguyễn Chiến Thắng, anh làm sao anh viết một cuốn sách cho giới trẻ nó gọn, nó dễ đọc. Và y như rằng anh viết xong cuốn này kịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác Sáu Dân. Phải nói đây là cuốn sách tôi rất hài lòng. Bởi vì các em ở đây nên đọc đi. Nội dung có thể đọc cái này là hiểu hết về chú Sáu Dân. Về cuộc đời từ tấm bé của chú tham gia hoạt động cách mạng như thế nào. Và điều đặc biệt là phải nói rằng là tôi hài lòng ở chỗ là anh Chiến Thắng, mỗi một cái tiêu đề anh viết rất gọn. Ví dụ như là tuổi trẻ, thời thơ ấu, những cái tiêu đề cho từng phần thời kỳ của chú Sáu Dân viết rất ngắn gọn, rất là phù hợp với giới trẻ. Và không chỉ vậy, ở phần phụ lục cũng rất độc đáo. Tức là có những cái câu nói của thế giới nói về chú Sáu Dân, có những câu nói cả nước nói về chú Sáu Dân. Và đặc biệt là ở đây có sưu tầm lại tất cả những câu nói của chú Sáu Dân nằm trong này. Thì phải nói rằng là nhắc lại về cái tình cảm chú Sáu Dân đối với lại giới trẻ thì nó cũng như cả một cái đoạn cách mạng của chú nói hoài không hết. Nhưng có lẽ là cái lớp cán bộ đoàn làm công tác nghiệp vụ như chúng tôi ở nhà xuất bản trẻ, các anh chị ở báo Tuổi Trẻ, ở nhà Văn hóa Thanh Niên, ở báo Khăn Quàng Đỏ, chúng tôi, cái thế hệ chúng tôi vẫn còn có những cái dấu ấn đối với chú Sáu Dân rất sâu sắc. Sau này khi mà cứ một thỉnh thoảng là chú hay gọi chúng tôi là 6 giờ sáng là gọi lên có một vấn đề gì đó trao đổi. Bởi vì chú muốn từ mình để hiểu được thế hệ trẻ nghĩ gì, lớp trẻ nghĩ gì, những vấn đề hiện nay của giới trẻ là cái gì. Thì phải nói rằng là và thú thật là tụi tôi có chuyện sự cố gì trong cuộc đời làm nghề,
tôi cũng bị lên bờ xuống ruộng rất nhiều lần, và chính là chú là người chia sẻ. Và tôi nhớ hoài, phải nói cho tới nay tôi vẫn mang ơn chú Sao Dân, đó là chú đã cứu tôi vì cái cuốn sách hồi ký không tên của anh Chánh Trinh. Thì phải nói rằng là tôi vẫn nói rằng là anh chú Sao Dân không chỉ là bà đỡ mà là người thầy dạy khai tâm cho chúng tôi cả về cái nghề nghiệp lẫn cái lối sống, cái cách sống. Thì hồi nãy các em có trình bày một cái bài hát mà nói đất nước cần một trái tim. Ở đây cái thế hệ của các em ở đây có lẽ là nói cái chuyện đời xưa các em không hiểu gì hết, nhưng có thể nói rằng là chúng ta cần thế hệ ngày nay, chúng ta có một cái lớp cha ông vĩ đại như thế, tự hào như thế, thì tôi nghĩ rằng là trái tim nóng bỏng, trái tim hiện nay của các em chính là vì đất nước. Hãy học thật giỏi, hãy sống thật tử tế để chúng ta xứng đáng là lớp hậu sinh của các bậc cha ông đi trước. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là lời dặn dò của cô Thu Nguyệt. Và có lẽ là qua những chia sẻ của cô từ nãy đến giờ thì các bạn trẻ, các bạn sẽ cảm nhận một cách rõ ràng sâu sắc hơn về tình cảm, về sự tin cậy, tình yêu mà bác Sao Dân dành cho thế hệ trẻ. Và nói tiếp một tí xíu về quyển sách Chất Ngọc Võ Văn Kiệt của tác giả Nguyễn Chiến Thắng. Như lúc này thì cô cũng đã có chia sẻ về rất nhiều những điểm đặc biệt của quyển sách này. Và ở phần phía mặt sau của quyển sách này thì còn có bút tích của bác Sao Dân nữa. Và xin cô chia sẻ tiếp là cô có thể chia sẻ với các bạn là về cái tên thân mật là Sao Dân không ạ? Trước hết nói tên của cuốn sách, chúng tôi chọn Chất Ngọc Võ Văn Kiệt, tức là muốn lẫy ra những cái tinh túy nhất, như là những viên ngọc quý từ cái cuộc đời và cái lối sống của chú Sao Dân. Và trước khi giải thích cái tên thì cũng nói là để làm cái cuốn, đưa cái bút tích của chú Sao Dân giải thích về cái tên của mình ra bìa 4, cả là một sự tranh đấu. Từ lúc đầu là tính đưa vào trong, các bạn tính đưa vào trong, và thậm chí là đưa vào trong cái bìa gấp. Nhưng mà tôi nói là hay nhất và bằng mọi giá phải đưa ra bìa 4, để trước hết người ta thấy được cái bút tích của chú Sao Dân, chữ ký của chú Sao Dân. Thứ hai là điều quan trọng là ở đây nghe nói Sao Dân hoài mà không hiểu tại sao lại Sao Dân. Thì đây là chính là chú giải thích. Sáu tức là cái thứ của người chị thứ năm mà chú yêu quý nhất, người chị. Thành ra là chú lấy thứ sáu đi tham gia kháng chiến rồi đó, anh như anh Năm Nghị phải có bí danh. Thì chú lấy bí danh là Sáu, nhưng tại sao là Dân? Dân rõ ràng là chú muốn suốt cuộc đời mình phục vụ nhân dân, gắn bó với dân, hiểu dân và chia đồng cam cảm khổ với dân. Để làm cái gì được cho dân thì chú đặt bí danh của mình là Sáu Dân. Và ngay cả cô con gái yêu quý nhất của chú đặt tên là Hiếu Dân. Tức là phải hiếu với dân. Thì phải nói rằng là chú Sáu là một người sâu sắc vô cùng. Dạ, một lần nữa xin được cảm ơn những thông tin rất là hữu ích đến từ cô Thu Nguyệt. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với bạn Trịnh Gia Phát là bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt. Gia Phát thân mến, từ nãy đến giờ khi mà em ngồi ở đây, bạn nghe những câu chuyện về chú Sáu Dân thông qua những chia sẻ của đồng chí Phạm Chánh Trực cũng như là của Thu Nguyệt thì đã gửi lên cho bạn những suy nghĩ gì? Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của chị. Dạ, trước hết thì em xin được gửi lời chào đến các đồng chí lãnh đạo, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, thì hôm nay trường chúng em vinh dự khi được Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cái chương trình đó là Chuyện Người Trẻ, với một cái chủ đề mà em nghĩ là nó hết sức hay và ý nghĩa, đó là đồng chí Võ Văn Kiệt, người thắp lửa. Với vai trò là một bí thư đoàn trường, em cảm thấy mình thật tự hào khi được Thành đoàn chọn là một trong ba khách mời đại diện cho hơn 1.700 bạn học sinh của trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt để bày tỏ cái hạnh phúc
của bản thân khi được học tập tại mấy trường mang tên Bác Sáu Dân, hay còn gọi là trường trung học phổ thông Võ Văn Kiệt. Thì chắc hẳn như các bạn đã được nghe chia sẻ từ đồng chí Phạm Chánh Trực cũng như là cô Thu Nguyệt về những cái câu chuyện hết sức là xúc động và ý nghĩa về Bác Sáu Dân. Như các bạn đã biết là trong ngôi trường của chúng ta là có một cái phòng truyền thống được đặt ở lầu 1 của khu C. Thì trong đây là nó có những cái dấu ấn về cuộc đời, sự nghiệp của bác. Một ngôi trường chỉ mới thành lập có 7 năm mà còn được mang tên của một vị cố thủ tướng, một vị cố thủ tướng luôn được dân kính trọng, luôn được dân tin tưởng. Và em cảm thấy mình rất tự hào khi là một học sinh được học tập tại mấy trường mang tên Võ Văn Kiệt. Khi nhắc đến Bác Sáu Dân thì chắc hẳn mọi người sẽ tìm được tư liệu về bác thông qua nhiều kênh. Nhưng đối với bản thân của em, khi nhắc về bác Võ Văn Kiệt thì em tìm tòi và tiếp cận được những câu chuyện của bác thông qua quyển sách đó là đồng chí Võ Văn Kiệt, Người Thắp Lửa. Thì trong quyển sách này em rút ra được cái câu nói rất hay của bác, đó là thành phố soi thấy tương lai rất sáng trên vầng trán của các em. Như các bạn cũng biết là trường mình có đặt một cái câu rất là lớn ở bên hành lang lầu 2 của khu C. Thì qua cái câu nói này em rút ra được cái bài học cho bản thân mình, đó là chúng ta phải cùng nhau cố gắng vì sự phát triển của một tương lai đang đặt vào chính bản thân của chúng ta. Và nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bác Võ Văn Kiệt thì như em được biết là nhà xuất bản Trẻ phát hành ra quyển sách đó là Chất Ngọc Võ Văn Kiệt. Đây là một cái quyển sách mà sau khi em đọc em cảm thấy nó rất là... Đây là một cái quyển sách mà sau khi em đọc em cảm thấy nó rất là xúc tích, ngắn gọn mà tiếp cận được rất là nhiều người. Cũng như là dạ thưa cô Thu Nguyệt, giống như lúc nãy là cô cũng đã có chia sẻ về cái bút tích tên của bác Sáu Dân, cũng như là cái tên Chức Ngọc của quyển sách. Thì con cũng đã được đọc qua cái quyển sách này và con cảm thấy được là mình rút ra được thêm nhiều cái kiến thức về cái sự nghiệp và cuộc đời của bác Võ Văn Kiệt. Và khi đọc quyển sách này con có rút ra được một cái câu nói rất là hay của bác, đó là sự giàu mạnh của đất nước không chỉ của riêng ai, không phải anh làm cho tôi hay tôi làm cho anh, mà chúng ta cùng làm cho sự phát triển giàu mạnh của đất nước, của dân tộc. Con rút ra được cái bài học rất là quý giá từ cái câu nói này, đó là chúng ta phải cùng nhau cố gắng, cùng hỗ trợ nhau để đưa đất nước của chúng ta ngày càng nó một giàu mạnh hơn, chứ không phải chỉ vì một cái lợi ích cá nhân hay bản thân mình. Thông qua những cái tâm tư tình cảm mà bác Sáu Dân gửi đến thế hệ trẻ của chúng em, thì cá nhân em cũng như là toàn thể các bạn học sinh của trường trung học phổ thông Võ Văn Kiệt sẽ cố gắng ra sức phấn đấu học tập, trau dồi thêm kiến thức cũng như là tiếp nối theo cái ngọn lửa mà bác Sáu Dân đã để lại, để góp phần xây dựng cái thành phố mình càng ngày càng vững mạnh, càng văn minh. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bạn Gia Phát rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì con cũng muốn tiếp tục trò chuyện với đồng chí Phạm Chánh Trực. Thì từ nãy đến giờ thì khi mà bác nghe, chú nghe những chia sẻ từ một bạn trẻ, bạn Gia Phát là đại diện của trường trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, thì ngày hôm nay cũng có dịp ngồi nói chuyện với các bạn trẻ, thì đồng chí Phạm Chánh Trực có những điều gì muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ ạ? Có thể nói rằng đồng chí Võ Văn Kiệt, chú Sáu Dân là một cái tấm gương mà chúng ta cần phải học tập. Bản thân đồng chí Võ Văn Kiệt là một trong những người học trò xuất sắc của Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Đồng chí đã thực hiện trọn vẹn cái lời thề khi bước vào hàng ngũ của Đảng từ lúc mới 17 tuổi cho đến suốt cuộc đời, tức là trung với nước, hiếu với dân,
suốt đời tận tụy hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì lợi ích của nhân dân. Chú đã làm trọn vẹn những cái lời thề nguyện đó. Cho nên chúng ta hãy xem đó là một cái tấm gương để chúng ta học tập, phấn đấu và trở thành những cái người hữu ích cho đất nước, cho nhân dân. Đó là một nhân vật của cái lịch sử vừa mới xảy ra. Nhưng trong quá trình lịch sử 4.000 năm dân hiến của đất nước của chúng ta, có thể nói là mỗi thời đại đều có những cái lớp người sống vĩ đại, chết vinh quang. Mà nếu mà chúng ta trở lại, dở lại những cái trang sử thì chúng ta thấy hết sức lạ hậu. Năm tới đây, 2023, chúng ta có một cái ngày lịch sử đặc biệt. Đó là năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán, chấm dứt ngàn năm bất thuộc, ngàn năm bắc thuộc, và lập một cái gọi là nền tự chủ cho đất nước, cho tổ quốc của chúng ta, cách đây 1.085 năm. Và tiếp theo đó, 1.418, Bắc Bình Dương Lê Lợi, xin lỗi, Bình Định Dương Lê Lợi, giấy quân khởi nghĩa đánh quân Minh, cho tới 10 năm mới giải phóng được đất nước, thu hồi lại cái quyền độc lập. Và Bác Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta, ra đi từ 1911 và làm cách mạng tháng 8 1945, tức là hơn 30 năm mới có thể đánh đổ được cái chế độ nô lệ thực dân Pháp để giành lấy đất nước và thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng mà thành lập nước rồi, độc lập rồi, nhưng phải tiếp tục 20 năm kháng chiến nữa thì mới hoàn toàn giải phóng đất nước và thống nhất đất nước được. Tức là lịch sử của chúng ta đã trải qua có thể nói hàng nghìn năm là hào hùng, nhưng mà có thể nói rằng có nhiều cái khúc bi tráng. Và như là Bác Hồ nói, đất nước của chúng ta có thể tiến lên được hay không là nhờ công học tập của các cháu. Và đất nước của chúng ta có thể sánh vai được cùng các cường quốc năm châu không cũng là nhờ các cháu, nhờ cái lớp trẻ, lớp thanh niên. Cho nên học tập đồng chí Võ Văn Kiệt chúng ta phải gắn liền với cái lịch sử gần đây, lịch sử cận đại, lịch sử 4.000 năm của chúng ta, để từ đó các đồng chí thấy rằng một cái dòng chảy liên tục bất khuất chống ngoại xâm, không chịu nô lệ và quyết tâm để giữ vững cái nền độc lập của mình, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước của mình và đưa nhân dân chúng ta tiến lên. Và hiện nay đó thì đảng ta nêu cao cái khẩu hiệu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phải tiến lên chủ nghĩa xã hội nữa. Và mong rằng các cháu trường có tên là Võ Văn Kiệt, lấy tấm gương của chú Sáu Dân Võ Văn Kiệt làm cái ngọn đuốc soi đường cho mình, lấy tấm gương của chú Sáu Dân để tự mình rèn luyện, phấn đấu. Và nếu các đồng chí làm được như là chú Sáu Dân thì là hạnh phúc biết bao cho nhân dân ta, cho dân tộc ta. Xin hết. Dạ, và xin được cảm ơn
đồng chí Phạm Chánh Trực. Và trước khi khép lại phần giao lưu ngày hôm nay thì chắc có lẽ là các bạn cũng muốn lắng nghe những chia sẻ đến từ cô ạ. Ở trong cái mạch cảm xúc này thì tôi nhớ đến năm 1993 thì chú Sao Dân cũng có một cái lời chào thế hệ thứ năm sau cái kính chào thế hệ thứ tư. Và ngồi đây thì các em, các cháu là thế hệ thứ sáu, thứ bảy. Thì tôi chỉ muốn chia sẻ một cái mong muốn của tôi thể hiện qua cái bài hát. Nếu như trước đây bài hát tự nguyện "Nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương", thì các cháu ở đây không có được diễm phúc được nghe chú Sao Dân chia sẻ gửi thư cho thế hệ thứ sáu, thứ bảy, thì có thể xin được mượn lời "Nếu là người tôi sẽ sống và hiến dâng cho quê hương". Xin cảm ơn. Dạ vâng, dạ, một lần nữa xin được cảm ơn những lời chia sẻ dặn dò, những lời động viên cũng như là những câu chuyện truyền cảm hứng đến từ đồng chí Phạm Chánh Trực cũng như là cô Quách Thu Nguyệt, cũng như là những chia sẻ rất là chân thành đến từ bạn Gia Phát. Và hy vọng là thông qua chương trình ngày hôm nay thì các bạn trẻ đang ngồi phía bên dưới thì chúng ta sẽ có thêm nhiều động lực trong học tập, sẵn sàng vượt qua những khó khăn, những thử thách, hăng say học tập, lao động để từ đó có thể cống hiến sức lực, trí tuệ của mình góp phần vào sự phát triển chung của thành phố nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Và một lần nữa chân thành cảm ơn cả ba vị khách mời đã cùng dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố sẽ tiến lên sân khấu để tặng hoa cho các khách mời của chúng ta thay cho lời cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời. Và trong chương trình ngày hôm nay thì đơn vị QuizSet English Center sẽ có một suất học bổng tiếng Anh trị giá là 10 triệu đồng và quà tặng dành cho bạn Gia Phát. Và sau đây thì cũng sẽ được mời ông Nguyễn Tấn Sang, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ QuizSet sẽ tiến lên sân khấu để trao quà cho bạn Gia Phát. Và xin quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Chánh Trường, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Quách Thu Nguyệt và trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thu Hà. Và xin được mời bạn Gia Phát nắng lại sân khấu. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Tấn Sang, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ QuizSet sẽ trao quà cho bạn Gia Phát. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Tấn Sang và một lần nữa xin được cảm ơn bạn Gia Phát. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và các bạn thân mến, đồng chí Võ Văn Kiệt từng phát biểu một vấn đề sống còn của đất nước là phải đào tạo cho được nhân tài để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội sau này, như Bác Hồ đã dặn, là non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đại vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Theo tôi, mặc dù Bác không nói ra, nhưng đó cũng chính là sự phụ thuộc vào công chỉ đạo của Bộ và công dạy dỗ của thầy cô. Và nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn có lẵng hoa chúc mừng và tri ân các thầy cô giáo trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt. Xin được trân trọng kính mời thầy Phạm Quang Hiếu, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt tiến lên sân khấu. Và trân trọng kính mời đồng chí Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố lên gửi tặng hoa đến thầy Phạm Quang Hiếu là bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thu Hà và thầy Phạm Quang Hiếu.
Kính thưa các đồng chí và các bạn, trong khuôn khổ chương trình sáng ngày hôm nay, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Quinset English Center dành tặng 15 suất học bổng tiếng Anh và quà tặng cho các em học sinh khó khăn trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt. Và sau đây xin được mời các bạn học sinh của trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt nhận học bổng, chúng ta tiến lên sân khấu. Sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Thành đoàn và ông Nguyễn Tấn Sang, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Quinset tiến lên sân khấu để trao tặng học bổng cho các em học sinh. Trân trọng kính mời. Xin tất cả quý vị và các bạn học sinh, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Tấn Sang và xin được chúc mừng các em và xin mời các em chúng ta quay trở về vị trí của mình. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bạn đoàn viên và các bạn học sinh thân mến, kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, 23 tháng 11 năm 1922, 23 tháng 11 năm 2022 là dịp rất ý nghĩa để khẳng định công lao và tôn vinh những đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt, người con ưu tú của Nam Bộ Thành Đồng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Thông qua chương trình đã góp phần hôn đúc tình cảm của học sinh thành phố và cổ vũ các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi tiếp nối lý tưởng, noi gương sáng để nỗ lực, phấn đấu mỗi ngày, hăng say học tập và rèn luyện. Chương trình Chuyện Người Trẻ năm học 2022-2023 với chủ đề Đồng chí Võ Văn Kiệt, Người Thắp Lửa do Ban Thường vụ Thành đoàn và Trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt tổ chức đến đây là kết thúc. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các bạn đoàn viên, học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin được trân trọng kính chào. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn đoàn viên học sinh cùng tiến lên sân khấu để chụp hình lưu niệm trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được...